Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Nhiều thành phố lớn ùn tắc sau ngày đầu đi làm sau Tết Nguyên đán, tổng hợp phản ánh của khán giả cả nước. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, giá vé xe khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Phản ánh của khán giả Vũ Phương Thảo, từ số điện thoại 0916, 3 số cuối là 586. Ngồi giữa đường dâng sao dài hạn, phản ánh của khán giả Chu Thanh Hà, từ số điện thoại 0977, 3 số cuối là 877. Cờ bạc trá hình xuất hiện nhiều tại Chùa Thầy, Hà Nội, phản ánh của một khán giả giấu tên ở Quốc Oai, Hà Nội. Xả rác bừa bãi tại đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh, phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nhiều người giả sư hành khất trước cổng chùa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Ngọc Yến ở địa chỉ tại ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Phát động phong trào ra quân trồng cây trồng rừng đầu xuân tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, từ số điện thoại 097, 3 số cuối là 687. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong ngày 18 tháng 2, đường dây nóng 0904881414 của chúng tôi đã liên tục nhận được phản ánh của nhiều khán giả với cùng một nội dung. Sau những ngày Tết thông thoáng, vắng vẻ, ngày đầu tiên đi làm trong năm mới, đường phố của các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lại lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Trên nhiều tuyến phố, người người phải chôn chân hàng giờ đồng hồ vẫn chưa tới được cơ quan. Đây là những tấm ảnh được chụp trên nhiều tuyến phố của Hà Nội vào sáng ngày 18 tháng 2. Giao thông trong tình trạng kẹt cứng, không thể di chuyển. Thêm vào đó, Hà Nội lại có mưa phùn khiến cho việc đi lại của người dân càng gặp nhiều khó khăn. Tại những tuyến phố ít đèn xanh, đèn đỏ, lại không có cầu vượt, người đi bộ đã phải rất vất vả mới qua được đường. Trên đường Xuân Thủy, ô tô án ngữ hết các làn đường. Vỉa hè trở thành nơi di chuyển của xe máy. Nhiều em nhỏ đã đến trường muộn ngay trong ngày đầu của năm mới. Sự mệt mỏi vì giao thông ùn tắc thể hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Còn đây là những hình ảnh được ghi lại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu tiên trở lại làm việc và học tập sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, rất đông người dân đã đổ ra đường, khiến vòng xoáy Lăng Cha Cả, quận Tân Bình bị ách tắc. Thêm vào đó, nơi đây đang là công trình làm cầu vượt thép thứ 3 của Thành phố Hồ Chí Minh, khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn. Tại khu vực này, dù Sở Giao thông Vận tải thành phố đã tiến hành phân luồng trở thành đường một chiều từ ngày 5 tháng 2 đến 15 tháng 6, song lượng người đổ về trong sáng nay vẫn rất đông. Tương tự, từ sáng sớm, hàng chục nghìn xe máy từ Thủ Đức đổ về trung tâm thành phố qua cầu Bình Triệu, quốc lộ 13 để bắt đầu cho ngày làm việc đầu năm. Trên xa lộ Hà Nội, xe cộ hướng từ Đồng Nai, Thủ Đức cũng đổ về trung tâm thành phố, khiến tốc độ di chuyển khá chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.
Thưa quý vị, thông tin chi tiết về tình trạng ùn tắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị có thể theo dõi chi tiết hơn trong bản tin Nhật ký cuộc sống phát sóng vào lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTC14. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, 17 tháng 2, lượng người đi làm và sinh viên từ các địa phương quay trở lại Hà Nội được xem là cao điểm. Khắp các ngả đường dẫn vào các bến xe như đường Giải Phóng, Phạm Hùng đều ở trong tình trạng tắc nghẽn ở chiều vào thành phố, trong khi chiều ngược lại lại rất thông thoáng. Không chỉ bị nhồi nhét khách từ 60 đến 70 người trên một xe 45 chỗ, hành khách còn bị chặt chém giá vé. Với tuyến cao điểm như Thanh Hóa, giá vé xe khách ra Hà Nội đã tăng là 200.000 đồng một ghế, dù ngày bình thường chỉ là từ 80.000 đồng cho đến 100.000 đồng một ghế. Thậm chí nhiều người đứng dọc đường không bắt được xe do quá đông. Sau đây là một số hình ảnh về cảnh chặt chém khách trên tuyến xe từ Quảng Ninh ra Hà Nội. Hình ảnh do khán giả Vũ Phương Thảo có số điện thoại 0916, 3 số cuối là 586 đã cung cấp cho chương trình. Hình ảnh này được ghi lại trên chuyến xe mang biển kiểm soát 98H3665 từ Quảng Ninh đi Hà Nội. Vừa rồi là đoạn hội thoại giữa nhà xe và hành khách. Tất cả những hành khách đi trên chuyến xe này đều bất ngờ trước giá vé quá cao mà nhà xe thu. Trong khi đó, nội thất trong xe đều hết sức tồi tàn, hệ thống ghế bọc đều đã xuống cấp. Phản ánh cùng chương trình, khán giả Vũ Phương Thảo cho biết, chuyến xe mang biển kiểm soát 98H3665, dù nhìn bên ngoài có vẻ ngoài là khá hào nhoáng, tuy nhiên thì khi đặt chân lên xe, hành khách mới phát hiện tất cả nội thất trên xe đều đã sập sệ. Hệ thống ốc vít ghế đã lỏng lẻo, ghế mất hết đệm, nhưng giá vé lại tăng cao gấp 3 lần so với ngày thường và tất cả hành khách đều tỏ ra rất bức xúc. Chị Thảo còn cho biết thêm, giá vé đi từ Hà Nội đến Đông Triều những ngày bình thường chỉ là 80.000 đồng, nhưng trong ngày hôm qua đã tăng lên thành 200.000 đồng. Nhiều hành khách đã không chịu nổi sự tăng giá vô lý đó khi nhà xe xuống thu tiền đã đòi xuống xe, nhưng vẫn bị thu 50.000 với lý do là đã đặt chân lên xe. Gửi phản ánh đến chương trình, chị Thảo mong muốn đơn vị chức năng sớm có biện pháp siết chặt quản lý xe khách trong những dịp lễ Tết khi nhu cầu đi lại của người dân tăng khá cao. Khán giả Chu Thanh Hà có số điện thoại 0977, 3 số cuối là 877 cho biết. Vào tối ngày 17 tháng 2, tức là mùng 8 Tết, hàng nghìn người dân đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh, Hà Nội làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm. Do khuôn viên đình không đủ sức chứa, cả nghìn người đã phải ngồi tràn ra giữa đường để dâng sao giải hạn. Hình ảnh này được ghi lại tại chân cầu vượt ngã tư Sở vào chiều tối ngày 17 tháng 2. Hàng nghìn người đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh dâng sao giải hạn. Không gian chùa không đủ sức chứa nên người tham gia đã phải ngồi tràn ra lòng đường dưới chân cầu vườn. Nhiều người đã phải ngồi chỉ giải phân cách, ngay sau lưng là dòng xe cộ đi lại tấp nập. Dịch vụ cho thuê ghế ngồi cũng được dịp ăn theo, giá thuê là 10.000 đồng một chiếc một lần. Những người không chen chân được thì đứng từ xa vái vọng vào chùa, khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng họ mới giải tán.
nhiều người đi đường vì tò mò cũng đã đứng lại xem, lực lượng chức năng đã liên tục phải nhắc nhở. Mãi đến khuya buổi lễ mới kết thúc, tuy nhiên nhiều người vẫn muốn được vào trong chùa để hành lễ và nhận lộc. Sau khi đám đông giải tán, trên mặt đường còn lại là liệt giấy báo và rác thải. Khán giả Chu Thanh Hà cho biết, mặc dù lễ dâng sao giải hạn diễn ra khá muộn, nhưng ngay từ 18 giờ 30 phút tối, người dân đã ùn ùn kéo vào bên trong tổ đình Phúc Khánh. Nhiều người mang theo ghế và giấy báo để trải ngồi làm lễ. Được biết, đây là buổi giải hạn đầu tiên của năm, sư thầy làm lễ cho người mang sao La Hầu, một sao xấu, được người dân quan niệm ai mang sao này trong năm sẽ bị hoạn nạn, bệnh tật hoặc mất của nên cần phải giải ngay trong dịp đầu năm mới. Toàn bộ khu vực trước cổng chùa, sát cầu vượt ngã tư Sở, kẹt cứng người dân ngồi lễ trước khi buổi lễ bắt đầu. Bên trong, từ thanh niên đến người già đều kính cẩn chắp tay lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ. Những người đến muộn không chen chân được vào trong, đành phải đứng giữa giải phân cách vái vọng vào chùa. Thậm chí, có người đứng từ phía bên kia đường để vái. Để đảm bảo trật tự cho buổi lễ thì lực lượng công an và dân phòng của 5 phường thuộc khu vực quận Đống Đa đã được huy động tới để giữ an ninh trật tự. Theo chị Thanh Hà thì có một nét đẹp rất không đẹp trong buổi lễ tối ngày hôm qua diễn ra tại khu vực chùa Phúc Khánh, đó là khi buổi lễ kết thúc, mọi người đã đổ xô nhau về khu vực tán lộc xin lộc chùa. Mặc dù nhà chùa đã có đủ chuối oản để phát, nhưng không ai chịu bình tĩnh đợi và đã gây nên cảnh chen lấn xô đẩy. Thêm vào đó, nhiều người sau khi đứng dậy ra về đã không thu gom giấy báo dùng trải ngồi trước đó. Mặc dù nhà chùa đã liên tục phát thanh và yêu cầu phát huy ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thưa quý vị, lợi dụng lượng người đến chùa chảy hội và thắp hương vào dịp đầu năm tăng đột biến, nhiều tệ nạn cờ bạc trá hình đã được dịp tung hoành tại chùa thầy Hà Nội. Một khán giả giấu tên trú tại Quốc Oai Hà Nội đã ghi lại được những hình ảnh hết sức phản cảm này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh được ghi lại trên dọc tuyến đường dẫn lên các đền chính của chùa thầy. Cứ cách khoảng vài mét, một nhóm người lại tụng năm tụng ba vây quanh một tụ điểm cờ bạc trá hình mà người dân thường gọi nôm na là một đồng, hai đồng. Mở trả luôn. Người cầm trịch sẽ đặt những miếng thép nhỏ úp trong những chiếc cốc tròn. Người chơi thì phải nhìn và đoán xem trong những chiếc cốc đó là mấy đồng. Khán giả giấu tên này cho biết, trò cờ bạc trá hình này diễn ra khá phổ biến trong năm nay tại khu vực chùa thầy. Những người muốn tham gia dự đoán phải bỏ ra một số tiền nhất định. Trong số những người bu quanh không ít người là cò, nhiều người lần đoán đúng và nhận được tiền thưởng. Từng dễ thì nhiều khách vãn cảnh chùa cũng đã lao vào đoán theo, nhưng hầu hết trong số đó họ đều thất bại. Khán giả này còn cho biết thêm, trà trộn trong đám cò cờ bạc đó còn có không ít kẻ móc túi chuyên nghiệp. Không ít người đã mất hết cả tiền bạc và giấy tờ trong dịp đầu năm nay. Rất mong ban quản lý chùa thầy sẽ thắt chặt hơn nữa công tác quản lý tại đây để du khách có thể an tâm đến vãn cảnh chùa trong dịp đầu năm. Thưa quý vị, đầu xuân năm mới, lượng du khách thập phương hành lễ tại đền Bà Chúa Kho tỉnh Bắc Ninh rất đông. Cùng theo đó là nạn chen lấn và rác thải được xả khắp nơi. Lượng rác khổng lồ được thải ra khiến cho khắp mọi ngóc ngách của đền Bà Chúa Kho đều ngập trong rác.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh do khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Báo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã ghi lại và gửi về cho chương trình. Đêm Ba Chú Kho, tỉnh Bắc Ninh. Những ngày đầu năm, không khí tại đây luôn trong cảnh ngột ngạt và chật chội bởi lượng du khách hành hương và đi lễ. Cảnh tượng chen lấn xô đẩy diễn ra ngay từ ngoài cổng, cùng với đó là nạn rác thải. Rác có mặt tại tất cả mọi nơi, từ gốc cây, bậc thang cho đến dọc đường đi trong đền. Những đống rác to nhỏ rải khắp nơi, rất mất mỹ quan. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung thì vào những ngày đầu năm mới, những ai đi lễ tại đền Bà Chúa Kho sẽ dễ dàng bắt gặp được cảnh tượng rác thải tràn lan với đủ loại từ túi ni lông tới các loại giấy vụn, báo hay vỏ hoa quả. Những điểm tập kết rác lớn nhỏ trải dài dọc đường vào đền. Mặc dù lực lượng vệ sinh môi trường đã phải làm việc hết sức vất vả, tuy nhiên cũng không thể giữ gìn được vệ sinh bởi lượng rác thải quá lớn. Gửi clip về chương trình, khán giả Nguyễn Quang Trung cho rằng lượng du khách về hành lễ đông, lượng rác thải lớn là một điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu người dân có ý thức trong việc xả rác, giữ gìn vệ sinh chung thì sẽ không gây mất mỹ quan như những hình ảnh mà khán giả Quang Trung vừa nói tới. Anh Trung cũng mong rằng, ngoài sự nỗ lực của cơ quan vệ sinh môi trường thì rất mong người dân cần nâng cao ý thức trong việc đổ rác, vứt rác đúng nơi quy định để những nơi tôn nghiêm như đền Bà Chúa Kho được khang trang và sạch sẽ. Khán giả Nguyễn Thị Ngọc Yến có địa chỉ tại ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh phản ánh. Vào ngày 15 tháng 2 vừa qua, chị cùng gia đình đi lễ tại chùa Di Lặc, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thì thấy có rất nhiều sư hành khất trước cửa chùa. Sau đây là một số hình ảnh do khán giả Ngọc Yến ghi lại tại chùa Di Lặc. Hình ảnh này được khán giả Ngọc Yến ghi lại tại chùa Di Lặc, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khu vực phía trước cổng ngôi chùa này có sự xuất hiện của hai hàng người, một bên là những người mặc áo nhà sư, một bên là những người ăn xin. Họ cùng ngồi đó xin tiền bố thí của du khách đến thăm và lễ chùa. Theo phản ánh của khán giả Ngọc Yến thì khi đi lễ chùa đầu năm, việc gặp ăn xin tại cửa chùa là một điều không hề hiếm. Tuy nhiên, việc các nhà sư lại đứng cùng với những đối tượng đó để nhận tiền bố thí của người dân làm chị rất bất ngờ. Điều đáng nói, theo chị Yến, tại đây luôn có một người phụ nữ đứng đằng sau để trông chừng những người mặc áo tu hành và người ăn xin trên. Bất cứ khi nào ai trong số họ được người dân cho tiền thì ngay lập tức người phụ nữ này đến đằng sau và lấy đi số tiền này. Sự việc diễn ra rất công khai. Thưa quý vị, ở nước ta, Phật giáo chỉ có một phái khất thực ở trong Nam. Tuy nhiên, nếu muốn đi khất thực, phải được Thường trực Ban trị sự tỉnh hội thành hội Phật giáo cho phép bằng một giấy chứng nhận. Tuy nhiên, thì từ sau năm 1975 cho đến nay, việc khất thực của nhà sư gần như không còn và không được cấp phép. Hiện tại, truyền thống tốt đẹp ấy của Đạo Phật đang bị một số đối tượng lợi dụng để kiếm tiền tư lợi riêng. Chị Yến cho rằng, hoạt động khất thực cần phải được làm rõ, khuyến cáo người dân để tránh bị kẻ gian lợi dụng. Thưa quý vị, Tết trồng cây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc để phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nhận thức được ý nghĩa to lớn đó và thực hiện lời dạy của Bác, ngay từ những ngày đầu năm mới,
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh đã phát động phong trào ra quân Tết trồng cây trồng rừng đầu xuân. Khán giả Trần Mạnh Hải ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã gửi tới chương trình một số hình ảnh về hoạt động này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để hoàn thành kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2013, mới đây Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh đã huy động 100% cán bộ công nhân viên chức của đơn vị ra quân trồng mới 5.000 cây keo lai giống, trồng mới 420 ha rừng phòng hộ, 150 ha rừng sản xuất. Cũng trong thời gian này, Ban Quản lý rừng đã xây dựng các mô hình vườn ươm giống các loại cây trồng bản địa như cây gỗ lim, cây cao vua. Việc này vừa góp phần cải tạo môi trường sống đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, vừa mang ý nghĩa giáo dục to lớn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, phủ xanh đất chống đồi núi trọng, vừa tạo việc làm, nâng cao nguồn thu nhập cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó, Tết trồng cây mang lại lợi ích nhiều mặt cho địa phương, làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Theo chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải, thì phong trào trồng cây trồng rừng vào ngày đầu xuân là hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh. Với mục đích nhằm góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, lại có tác dụng phòng hộ hàng ngàn hecta rừng đang bị tàn phá bởi bàn tay của con người. Phong trào này của Ban Quản lý rừng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Thưa quý vị, không chỉ riêng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh, mới đây Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Sau đây là những hình ảnh chia sẻ của khán giả Minh Lý từ số điện thoại 091 3 số cuối là 811. Đây là một trong nhiều đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng nhằm góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Về dự lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Tỵ, ngoài sự tham gia của hàng trăm cán bộ, huyện đội, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương, còn có đoàn cán bộ nước bạn Lào anh em. Tại buổi lễ phát động, đại diện Ủy ban dân huyện Hương Sơn đã đọc lời khai mạc, nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trồng cây, cây rừng mà thuở sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta ra sức thực hiện phương châm, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Thưa quý vị, trồng cây xanh vào dịp đầu xuân là hoạt động thường niên của nhiều địa phương trong cả nước. Đây là phong trào có ý nghĩa sâu rộng nhằm bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường được Bác Hồ khởi xướng cách đây 53 năm. Với mục tiêu trồng thêm nhiều cây xanh trong dịp đầu xuân năm nay, nhiều đơn vị tại Hà Tĩnh cũng sẽ phát động phong trào trồng cây từ ngày 18 tháng 2. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Sau những ngày Tết thông thoáng vắng vẻ, ngày đầu tiên đi làm trong năm mới, đường phố của các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lại ùn tắc kéo dài. Trên nhiều tuyến phố, người người phải chôn chân hàng giờ đồng hồ mới tới được cơ quan, phản ánh của nhiều khán giả. Trong ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người dân đã quay trở lại thành phố để học tập và công tác. Do vậy, các nhà xe đã tranh thủ cơ hội tăng giá vé xe từ 2 đến 3 lần để thu lợi. Phản ánh của khán giả Vũ Phương Thảo từ số điện thoại 0916 3 số cuối là 586. Tối 17 tháng 2, tức mùng 8 Tết, hàng nghìn người dân đã đổ về tổ đình Phúc Khánh, Hà Nội làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm. Do khuôn viên đình không đủ sức chứa, cả nghìn người đã phải ngồi tràn ra giữa đường để dâng sao giải hạn. Phản ánh của khán giả Chu Thanh Hà từ số điện thoại 0977 3 số cuối là 877.
Lợi dụng lượng người đến chùa Thầy chảy hội và thắp hương vào dịp đầu năm tăng đột biến, nhiều tệ nạn cờ bạc trá hình đã được dịp tung hoành tại đây. Phản ánh của một khán giả giấu tên ở Quốc Oai, Hà Nội. Đầu năm mới, lượng du khách thập phương hành lễ tại đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh rất đông. Cùng theo đó là nạn chen lấn và rác thải được xả khắp nơi. Lượng rác khổng lồ được thải ra khiến cho khắp mọi ngóc ngách của đền Bà Chúa Kho đều ngập rác. Phản ánh của khán giả Nguyễn Quang Trung ở xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Di Lạc, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Năm nay đối diện hàng người ăn xin là một hàng người mặc áo nhà sư. Họ cùng ngồi đó xin tiền bố thí của du khách đến thăm và lễ chùa. Phía sau họ luôn có một người phụ nữ canh chừng. Sự việc diễn ra rất công khai. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Ngọc Yến có địa chỉ tại ấp Long Thành, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Trồng cây xanh vào dịp đầu xuân là hoạt động thường niên của nhiều địa phương trên cả nước. Hưởng ứng phong trào này, vừa qua Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Đây là phong trào có ý nghĩa sâu rộng nhằm bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường tại hai đơn vị nói trên. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải và khán giả Minh Lý ở Hà Tĩnh. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.